Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh vào ngày 4 tháng 4 năm 1961 là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà Nguyên là Phó Bí thư Thành ủy, đương kim Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, kiêm Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc quê quán ở thôn Cao Kiềng, xã Đông Quang, huyện Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây cũ, nay là thuộc Ba Vì, thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 6 năm 1983, đồng chí theo học tại khoa văn trường Đại học Sư phạm 1. Thời gian theo học tại đây thì đồng chí tham gia hoạt động công tác đoàn và được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 4. Từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 6 năm 1996, đồng chí công tác tại tỉnh đoàn Hà Tây, từng giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Thị đoàn Hà Đông. Được bầu là ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 5. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 9 năm 1986. Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 7 năm 1989, đồng chí đã được cử đi học tại trường đoàn cao cấp Cộng hòa Dân chủ Đức. Từ tháng 6 năm 1996, đồng chí đã chuyển sang công tác đảng và chính quyền tại tỉnh Hà Tây, lần lượt giữ các chức vụ trưởng ban tuyên giáo Thị ủy Hà Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Hà Đông, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tây, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 6 năm 2005, đồng chí là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tây, đại biểu Quốc hội khóa 11. Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 10 năm 2007 là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Đông, tỉnh ủy Hà Tây. Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, đại biểu Quốc hội khóa 12. Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2011 là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 13. Ngày 25 tháng 5 năm 2015, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thay cho người tiền nhiệm là đồng chí Ngô Thị Doãn Thành được điều động sang làm Phó trưởng ban Dân vận Trung ương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.